Hiện nay, những chiếc xe thuộc thương hiệu VinFast đã dần trở nên phổ biến trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, rất hiếm trường hợp sở hữu biển số đẹp như chiếc xe xuất hiện dưới đây. Chiếc VinFast Lux xa phiên bản cao cấp model 2019 được đề cập sở hữu biển số 63333. Theo quan niệm của những người chơi sim số, tứ quý 3 tượng trưng cho sự bền vững, trường thọ, may mắn và tài lộc. Ngoài ra, biển số tứ quý luôn nâng tầm giá trị của xe lên nhiều lần. Hiện tại, mức đồng hồ của chiếc VinFast Lux xa mới chỉ dừng ở khoảng 19.000 km. VinFast Lux xa phiên bản cao cấp được trang bị bộ mâm 7 chấu phay xước. Trong khi đó, trên phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao chỉ được trang bị bộ mâm 19 in. VinFast Lux xa bản cao cấp sử dụng động cơ tăng áp 4 xi lanh. Dung tích 2 lít, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp ZF giúp sản sinh công suất tối đa 228 mã lực tại 5.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 4.500 vòng trên phút. Theo công bố của nhà sản xuất, xe tiêu thụ 10 lít 9 trên 100 km đường hỗn hợp. Khoang nội thất của xe bản cao cấp vẫn giữ được chất lượng tốt sau 19.000 km. Xe được trang bị ghế bọc Zanapa chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ đệm lưng hệ thống giải trí trung tâm có màn hình đặt dọc, kích thước 10.2 in, kết nối Bluetooth, AF, FM, USB cùng dàn âm thanh đầu ra 13 loa. Chiếc VinFast Lux sa bản cao cấp đang được chào bán với giá 1 tỷ 7. Theo chia sẻ của người bán, mức giá của chiếc VinFast đắt hơn mặt bằng chung của thị trường là hoàn toàn dễ hiểu xe xe mang trên mình biển số tứ quý 3. Xe cổ